Anh đã dành nguyên một ngày để chuẩn bị sinh nhật cho em, sao em lại phũ phàng thế? Thôi, anh hưởng đi. Những thứ anh có, em không bao giờ cần. Mà những thứ em cần, anh cũng không bao giờ có. Chưa đi làm à? Ôi trời, Covid đang căng thẳng thế này, lại nghỉ rồi, chắc là thất nghiệp dài dài đây. Ơ thế, còn vụ kỷ niệm 10 năm mày cưới thì sao? Ơ nhỉ, ngồi xuống anh bảo. Thì tiền chưa về, các dự án thì đóng băng, đến lương tháng của anh còn chả biết thế nào đây này. Còn sinh nhật em nữa. Hết Covid làm ăn được, anh đền bù gấp đôi, anh hứa đấy, lúc đấy em thích đi đâu thì đi. Nhá. Thế mà nhỡ nó không hết Covid thì sao? Làm gì có chuyện đấy. Tin lời anh á, con mà đổ thóc giống ra mà ăn à? Năm nào cũng nói kỷ niệm 10 năm ngày cưới anh sẽ tặng em cái ô tô. Kiểu này á, đến ô tô đồ chơi em cũng chẳng có ấy. Này, alo. Chúc mừng sinh nhật vợ yêu. Em đang ở đâu đây? Đi về đi. Anh có món quà đặc biệt dành tặng cho em đây. Em ơi, anh một đèn đá không đường nhá. Hai em xinh đẹp, anh ngồi đây được chứ? Nhìn em trông quen lắm. Không biết là chúng mình đã gặp nhau ở đâu đó rồi thì phải. Còn em thì không biết anh ạ. Đấy, lại cả cái giọng nói êm ái, ngọt ngào này nữa chứ. Cứ như là từ kiếp trước vọng về vậy. Anh cứ làm như em là ma không bằng ấy ạ. Kìa. Mà anh khẳng định nhá. Rõ ràng là chúng mình đã gặp nhau rồi. Thậm chí là đi chơi cùng nhau rồi cơ. Để anh nhớ xem nào. Xong rồi. Trong mơ em ạ. Anh thường xuyên mơ thấy một cô gái xinh đẹp y như em vậy. Anh khéo thật đấy. Cho anh mạn phép hỏi em thêm một câu nhé. Em đang buồn, em đang cô đơn, và em rất muốn được đi chơi, có đúng không? Anh cứ như thầy bói ấy. Em yên tâm đi, anh không bắt em phải gieo quẻ đâu mà lo. Có phải em tên là Mận đúng không? Anh còn biết cả tên em ạ. Em ơi, anh ý còn biết nhiều thứ khác hơn với em nữa cơ. Anh là Tráng, làm quen với anh nha. Thú thật là lúc nãy anh nhìn thấy em xinh đẹp, ngọt ngào, mà lại bắt mắt, căng mọng, cứ như là quả mận ý. Thế là anh đoán bừa vậy thôi, anh hở lại trúng phóc. Anh vui tính thật đấy. Anh hỏi em nhá, thế em đã biết lái xe chưa? Thú thật với anh, em có bằng lái 10 năm rồi, nhưng mà em chưa bao giờ dám lái xe ra đường to cả. Ôi trời ơi, thế thì ngày hôm nay anh nhất định phải dạy cho em lái xe bằng được. Nói trước là em không có tiền giả anh đâu ấy nhá. Anh tặng tiền thêm cho em mà không được nữa là yên tâm nhá. Nào, mời em lên ghế lái. Ngay bây giờ anh đi luôn cho nóng chứ còn gì nữa. Nào, lên đây, đây anh. Anh quyết tâm ấy, hôm nay phải dạy cho em lái bằng được nhá. Tự tin lên. Nào, xin mời.
hai đều lên, hai đều lên. Tốt lắm. Ok. Ok em. Em đi đâu sau giờ này mới về? Anh và bố gọi cho em mãi không được. Có chuyện gì à? Không có chuyện gì, chỉ lo cho em thôi. Anh đang định đi tìm em đấy. Có chân đi, khác có chân về. Mà em đi sinh nhật bản thân em, chứ có đi đâu đâu. Anh đã dành nguyên một ngày để chuẩn bị sinh nhật cho em, sao em lại phũ phàng thế? Thôi, anh hưởng đi. Những thứ anh có, em không bao giờ cần. Mà những thứ em cần, anh cũng không bao giờ có. Chồng cho anh ngay 50 củ nhé. Anh bị điên à? Em có muốn xem lại cái đoạn video sách của đôi ta trên ô tô hay trong khách sạn không? Anh bị điên thật rồi. Tao nói rằng mày đưa ngay cho tao 50 triệu, không thì tao sẽ cho thằng Quảng chồng mày cả thế gian biết mày là loại phụ nữ hư hỏng thế nào nhá. Vợ yêu, đừng buồn nữa. Anh không mua được ô tô để tặng em, ít ra cũng tặng được cho em một chiếc xe máy xịn. Thế là được chứ gì. Đây, đây là 50 triệu để em đổi chiếc xe máy cũ. Anh hứa, hết dịch làm ăn không khá, anh sẽ mua cho em một chiếc xe hộp đời mới nhất. Ha ha ha.